Chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là hoa cẩm tú cầu. Đây là cành hoa mẫu mình mới làm. Cành cẩm tú cầu này mình làm cành đơn thì gồm có một chùm hoa và lá thôi. Còn bạn nào muốn làm thành bó to ấy, thì các bạn làm nhiều hoa hơn và cắm vào lọ nhìn khá là đẹp. Ở đây thì mình chưa cắm thành lọ, mình mới chỉ làm xong mẫu hoa và mình sẽ làm hướng dẫn các bạn luôn. Còn cái ứng dụng thì tùy các bạn nhá. Hoa cẩm tú cầu thì cũng có rất nhiều màu sắc. Tuy nhiên thì mình thấy màu trắng khá là đẹp nên là mình quyết định mình sẽ làm màu trắng. Còn bạn nào thích màu khác thì có thể chọn giấy nhún màu khác để làm nhá. Đây là cành cẩm tú cầu mình làm. Ở đây mình làm tầm 33 bông cho một cái cành cẩm tú cầu như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nhé. Nguyên liệu thì cùng những nguyên liệu như sau. Thank you.